Rồi, chào mừng các anh chị quay lại với chương trình học miễn phí 1.000 cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất. Thế thì tại sao mình lại phải học 1.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất? Thì theo Oxford nó nói là gì? Là 1.000 từ này nè, nó có trong 89% nội dung của các cái cuộc giao tiếp hàng ngày, những cái bài báo thường nhật nha. Thành ra khi chúng ta học được 1.000 từ này, chúng ta hiểu rõ về nó, chúng ta có thể giao tiếp được cơ bản giao tiếp hàng ngày. Đấy nha. Vậy thì nếu như chúng ta dành thời gian để chúng ta học bất kỳ từ nào chúng ta gặp thì có thể mình học rất nhiều nhưng nó không hiệu quả, thì thay vì vậy mình học những cái từ mà sử dụng thường xuyên để khi người ta nói mình còn hiểu và mình có thể sử dụng để mình giao tiếp trong cái cuộc sống hàng ngày anh chị ha. Giờ thì mỗi ngày như vậy chúng ta sẽ học 20 từ anh chị, và để tiện cho những anh chị nào không xem trực tiếp đó, nếu mà anh chị xem lại thì tôi chỉ thêm một cái cách nữa để anh chị có thể xem. Ví dụ mình có thể lên cái YouTube ha, tôi có cái kênh YouTube chủ yếu là bài học của các anh chị thôi. Thì các anh chị có thể lên YouTube là .com/Jimmy Hà. Thì ở đây nó sẽ có sẵn rất là nhiều cái playlist ha, mình có thể xem video hoặc là mình xem cái playlist. Ví dụ như mình nấu 1.000 từ thì ở trong đây nó có hết cái gì ha. Thì mình để có thông báo mỗi khi tôi up video lên, các anh chị có thể subscribe hoặc các anh chị bấm tiếp subscribe ở đây. Thì nó có cái chuông á, mình bấm vào cái chuông thì nó sẽ chọn all thì nó sẽ thông báo khi có nội dung mới được cập nhật trên đây. Thì ngoài nội dung về tiếng Anh thì các anh chị có thể tham khảo thêm một số cái nội dung khác, ví dụ về kỹ năng, về kiến thức vân vân ha. Thì các anh chị có thể xem ở đây. Ok. Rồi, đó thì dành cho những ai không xem trực tiếp thì xem lại cho nó dễ. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại. Thì hôm nay chúng ta học bài số 7 gì? Và trước khi chúng ta học bài số 7 thì tôi muốn review lại một số từ chúng ta đã học trong bài số 6 để giúp cho các anh chị nhớ lại ha. Có thể chúng ta học một lần chúng ta không nhớ hết đâu anh chị, nhưng mà cứ mỗi lần các anh chị xem lại nó sẽ tăng thêm cái tỷ lệ nhớ của các anh chị lên nha. Chúng ta xem lại bài hôm trước. Rồi bài trong mắt rồi sao nó lại ra bài số 7 nha. Đó, hôm nay bài bài số 8, sorry anh chị nha. Hôm nay chúng ta học bài số 8. Mình nha. Bài số 7 mình học rồi. Không. Bài số 7 mới đúng chứ. Bài số 7 bài cũ hôm trước là bài số 6. Đây mở bài số 6 luôn đây. Dạ review đây ha. Giờ bài số 6 ta học những từ gì các anh chị? Chúng ta có billion à, các anh chị có thể đọc billion nhưng mà thật ra đó là bill là dần á, dần nó billion. Billion là 1 tỷ à, tiếng Anh của Mỹ, nhưng mà tiếng Anh của Anh đó, nó có thể là 1.000 tỷ, có nghĩa là đến 12 số 0 rồi anh chị ha. Rồi Yêu. chúng ta để ý cái từ billion ha, kể cả billion, thousand hay là million thì các anh chị có nói 100 tỷ, 1.000 tỷ thì cái từ billion vẫn không có s cái gì nha, trừ phi chúng ta nói hàng tỷ thì chúng ta thấy từ billion nó mới có s. Chúng ta nói hàng ngàn thì chúng ta nói thousands, ví dụ mình nói là thousands of people thì nó mới có s, còn mình nói là 5000 thì nó vẫn không có s nha, mình lưu ý ở chỗ này. Rồi tôi ví dụ ha, cosmetics is a billion dollar industry, có nghĩa là cái ngành mỹ phẩm là một cái ngành công nghiệp hàng tỷ đô này nha. Chỉ ví dụ một ví dụ thôi bởi vì mình ôn lại mà cái gì ha, billion ha, billion. Ok. Giờ chúng ta có từ thứ hai là bit. Bit có nghĩa là một mẫu, một mảnh, mà nó hay đi chung với a bit ha, hoặc là a little bit, là một chút này ra. Ví dụ như I have a little bit money ha, ví dụ vậy ha. Rồi thì các anh chị thấy là she tries to do a bit of exercise every day, có nghĩa cô ấy cố gắng là thực hiện một ít cái bài tập thể dục mỗi ngày. Thì ngoài ra cái bit đó, nó là danh từ, nó nghĩa là một cái đơn vị lưu trữ dữ liệu trong cái máy tính đó. Một bit có thể là giá trị nó là không hoặc một, đúng không? Một byte thì 8 bit, kiểu như vậy đó, thì chúng ta hiểu thêm được chưa. Rồi ta có từ black là màu đen, rồi da đen cái gì ha, black được chưa. Rồi ví dụ chúng ta có he had a black mother and a white father, anh ta có người mẹ da đen và người ba người bố là da trắng được chưa. She often dresses in black. Cô ta thường mặc màu đen, có nghĩa là trang phục có màu đen. Giờ chúng ta có black. Thì nó vừa là danh từ và nó vừa là tính từ, nó vừa là màu đen và nó vừa nghĩa là đen. Được chưa? Ví dụ chúng ta có black
is his favorite color. Thì trong trường hợp này black nó là danh từ. Ví dụ chúng ta có black coffee, no sugar please. Chúng ta thấy black trường hợp này nó là tính từ, nó bổ nghĩa cho coffee nha. Rồi chúng ta có blood, blood là máu hoặc là nhựa cây. He lost a lot of blood in the accident. Anh ta mất rất nhiều máu trong một cái tai nạn. Thì hôm trước có bạn hỏi là từ bleeding, how bleed là chảy máu đó nha, đó là động từ. Rồi chúng ta có blue, từ blue này nó cái nghĩa mà hầu như ai cũng biết, đó là màu xanh hoặc là xanh, để cho nó vừa tính từ vừa danh từ, nhưng nó có một số cái nghĩa nó sâu hơn, xa hơn một chút xíu. Ví dụ blue nghĩa là buồn, hoặc là blue nghĩa là hơi tục tiểu một chút xíu nha. Ví dụ chúng ta có cái màu xanh là there were birds in a blue sky, có những cái con chim ở trên bầu trời xanh này kia. Nhưng mà his humor is a bit too blue for my taste. Cái chuyện của ông ta thì khá tục tiểu đối với cái khẩu vị của tôi, có nghĩa là cái cách thưởng thức của tôi nha, cái style của tôi đó. Rồi he's been a bit blue since he failed his exams. Thì cái nghĩa là blue nghĩa là sad, là buồn nha. Chúng ta biết thêm được một hai nghĩa mới. Ta có từ board là cái tấm ván, được chưa? Cái tấm ván trượt cũng là board ha. Yeah. Hoặc là board nó còn có nghĩa là ban bệ nha. Ví dụ ta có there was a for sale board outside the house, có nghĩa là nó có cái bảng là nhà để bán đó ha, nhà bán nhà gì đó ha. Thì ngoài ra nó có cái nghĩa là gì, là em nghĩa là board là ban. Ví dụ board of directors mà các anh chị thấy nó viết tắt là BOD đó, board of directors là gọi là ban, ban giám đốc đó. Every decision has to be passed by the board, có thể là board of directors mọi quyết định nha đều được thông qua bởi bởi ban giám đốc nè. Nó có body, body nghĩa là cái thân thể của mình, nghĩa là thân của một cái chiếc xe, thì nói chung là cái phần thân này nha. The human body is composed of about 60% water. Cái cơ thể người thì bao gồm khoảng 60% là nước này ha. Rồi nghĩa là có book thì nó nghĩa thường gặp đó là quyển sách. Là một cái nghĩa thường gặp thứ hai đó là nghĩa là đặt. Đó, ví dụ mình đặt một cái vé máy bay chẳng hạn nha, hoặc là mình đặt phòng khách sạn chẳng hạn nha. Thì hôm trước tôi đã phân biệt từ book và reserve ngôn việt hai từ đó rồi đó. Thì ngoài ra thì các anh chị thấy là book có thể là gì, mình bị phạt nha, mình bị ghi vào cái sổ phạt đó khi mình chạy quá tốc độ chẳng hạn nha. Thì các anh chị có thể xem một số ví dụ. She wrote a book on car maintenance, cô ta viết một cuốn sách về bảo dưỡng nha, bảo trì xe đó. They booked a jazz band for their wedding. Đó, họ đặt một cái ban nhạc jazz cho cái đám cưới của họ. My grandmother was booked for speeding last week. Là bà của tôi bị ghi nợ, bị phạt, ghi giấy phạt đó, bởi vì quá tốc độ từng rồi. Cái từ born nghĩa mà quá phổ biến mà anh chị biết đó là được sinh ra. Ví dụ mình nói I was born in 1990, ví dụ như vậy nha. Nhưng mà từ born nó còn có nghĩa là nó bẩm sinh, có nghĩa là cái đó là sinh ra nó đã có rồi. Đó, ví dụ Jack was a born teacher. Jack là một cái người giáo viên bẩm sinh, có nghĩa là có năng khiếu bẩm sinh để làm giáo viên đấy. Ta có từ both, không phải both cái gì đó âm ô, có nghĩa both là cả hai. Thay vì mình nói all là tất cả, nó dành cho nhiều người, còn này là cũng tất cả nhưng mà nhóm chỉ có hai người thôi, thì mình gọi là cả hai cái gì ha. Mình nói là both my parents are teachers, cả ba và mẹ tôi đều là giáo viên cái gì ha. Ok, giờ chúng ta có box là cái hộp nè, cái thùng rồi đó, hoặc là box có nghĩa là môn muốn đánh của quyền Anh đó, ha, boxing á. Rồi ví dụ như là I took her a box of chocolates, tôi mang cho cô ấy một cái hộp sô cô la rồi nha. Hoặc là gì, he has boxed since he was 16, anh ta đã đấm bốc từ khi mà anh ta 16 tuổi. Ta có từ boy là con trai. Con trai theo cái nghĩa là nam á, là male á. Ngoài ra boy nó có nghĩa là son, có nghĩa là con trai, là cái người mình sinh ra đó, được chưa ha. Đó thì chúng ta có là as a young boy, khi còn bé đó, my father used to walk 3 miles to school. Ba tôi thường đi bộ 3 dặm đến trường.
Rồi, their little boy có nghĩa là their little son hoặc their young son. Cái gì ha? Is very sick. Thì cái gì thấy là boy ngoài cái nghĩa là male thì nó còn có nghĩa là son nữa. Break có nghĩa là làm vỡ ra hoặc là một cái vết nứt, vết vỡ này ra. Đấy, hoặc là cái break là cái nghỉ giữa giờ. Trong ví dụ các anh chị đi học một cái lớp học hoặc các anh chị đi vào một cái web, một cái seminar thì nó có phần nghỉ giữa giờ á. Và nếu mà có ăn nhẹ người ta gọi là tea break cái gì ha. Rồi ví dụ như là we'll take another break at 3:30 again. Rồi I never break my promises, tôi không bao giờ phá vỡ cái lời hứa của mình, có nghĩa là không bao giờ thất hứa đó anh chị nha. Bring có nghĩa là mang, mang đến cái nơi mình hoặc là mang theo cùng với mình ha. Ví dụ mình có là I'll see Louisa will bring her guitar to the party. Tôi xem cái liệu cái Louisa có mang cái đờn guitar đến cái buổi tiệc hay không nha. Robert asked the waiter to bring him the check. Thì các gì thấy check ở đây nó nghĩa là bill. Tiếng Anh người Mỹ hay dùng từ check là hóa đơn đó. Robert yêu cầu bồi bàn mang cái hóa đơn đến cho anh ta. Now brother, anh hoặc em trai. Thì này mình ôn lại, cái này quá dễ nên mình đi nhanh thôi. Budget có nghĩa là gì? Là ngân sách. Ngoài ra nó có nghĩa là lên ngân sách, có nghĩa là mình lập cái kế hoạch về ngân sách cái gì ha. Chúng ta có the project was completed within budget. Cái dự án đó được hoàn thành ở trong cái khoản ngân sách cho phép, đúng không? The organization has an annual budget of 24 million dollars. Cái tổ chức có một cái khoản ngân sách hàng năm là 24 triệu đô. Này nha, ok. Rồi, build. Thì build cái nghĩa mà hầu như ai cũng biết nha, đó là cái nghĩa xây dựng, được chưa? Nhưng mà ra cái build nó có nghĩa là cái tầm vóc của mình á, có nghĩa là cái thân hình to lớn hay là nhỏ đó, nên gọi cũng gọi là build cái gì ha. Rồi ví dụ như they are building new houses by the river, họ đang xây một căn nhà mới ở cạnh bờ sông, đúng không? Hoặc là she was of slim build with short dark hair. Cô ấy có cái tầm vóc nhỏ nhắn ha, cái slim là mỏng, gọi là mảnh khảnh đó ha, with short dark hair, với cái tóc ngắn và đen, được chưa? Đậm chứ không phải đen ha, dark thì chưa chắc nó là đen, sorry. Now, building là tòa nhà gì ha. The police enter the building by the side door. Cảnh sát đi vào trong tòa nhà bằng bằng cửa bên hông nha. Đồ phụ business là kinh doanh hoặc là cái việc nha, được chưa? Ví dụ our firm does a lot of business with overseas customers. Cái công ty của chúng tôi có rất là nhiều cái việc kinh doanh với khách hàng nước ngoài, đúng không? Ngoài ra chúng ta thấy là none of your business, không phải chuyện của anh, chuyện nó không liên quan đến anh, kiểu như vậy. Thì chúng ta có thể là business, nghĩa là việc, chứ không nhất thiết phải là kinh doanh. Chúng ta có từ but, nghĩa nó là gì? Là nhưng, này ra, nghĩa là nhưng nó là liên từ, nó ngoài ra nó có nghĩa là trừ, loại trừ, ngoài cái đó ra. Đó, ví dụ như là we ran after him, chúng tôi chạy cho anh ta, but he escaped. Nhưng mà anh ta đã trốn thoát, được ra anh ta thoát được. Rồi chúng ta có she's but a young girl, có nghĩa là she's only a young girl nè. Rồi ok, ví dụ như ngoài không có gì ngoài này, cái gì but nghĩa là except nè. She's one of those guests who does nothing but complain. Ok, đó là những từ hôm trước chúng ta học, tôi sẽ đọc lại một lần nữa trước khi chúng ta qua bài hôm nay cái gì ha. Billion, bit, black, blood, blue, board, body, book, born, both, box, boy, break, bring, brother, budget, build, building, business, but. Ok, có gì có thắc mắc gì về bài cũ không trước khi mình học tiếp bài mới? Ok, có gì nếu thấy ổn thì comment giúp số 2 ha, thì chúng ta đi tiếp. Các anh chị muốn xem chi tiết á, thì các anh chị chịu khó xem lại nha, xem lại cái bài cũ. Còn hôm nay mình chỉ là ôn cho gợi nhớ lại cho các anh chị thôi nha, chúng ta không học kỹ nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Rồi chúng ta hôm nay sẽ học bài số 7 gì ha, hôm nay học bài số 7, 20 từ tiếp theo. Từ đầu tiên của chúng ta là buy. Buy nó có nghĩa là mua, và nó vừa là động từ, nó vừa là danh từ nha.
Mình có thể nói a good buy, có nghĩa là mình mua cái đó là với giá tốt, kiểu như vậy cũng được, chứ không nhất thiết nó phải là động từ. Nhưng mà hầu hết hồi xưa giờ đó thì chúng ta biết nó với cái vai trò là từ loại của nó là động từ gì ha. Đây thì từ buy có quá khứ ha, hồi đó là bought, nếu đọc thí dụ Anh, đọc thí dụ Mỹ nó là bought ha. Rồi chúng ta nhìn thử nè. Đây nha, giọng Anh nào bought, Mỹ nào bought, nghe thử giọng Anh nào bought, Mỹ nào bought. Rồi chúng ta có nó cả từ này vừa là quá khứ mà vừa là dạng past participle của cái từ buy luôn ha, cái gì ha, có nghĩa là buy, bought, bought. Ok, rồi ok. Vậy chúng ta có ví dụ này, he bought some flowers for his mother. Anh ta mua một ít hoa cho mẹ của anh ta. He bought some flowers for his mother. Tôi sẽ đọc chậm, các anh chị thích các anh chị tăng tốc lên được chưa? Cái tăng tốc không có gì khó hết, mình luyện nhiều thì tự nhiên nó quen thôi ha. Bây giờ mình tưởng tượng mình như lớp 1 vậy đó, thì mình chưa có quen mặt chữ, mình đọc chậm thôi nha, để cho các anh chị dễ theo dõi nha. He bought some flowers for his mother. Where did you buy that dress? Bạn mua cái đầm đó ở đâu vậy? Where did you buy that dress? Okay. He'll never buy that. He'll never buy that. Anh ta sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Nó như hình dung như buy ở đây nó sẽ và thật ra là nó có, nếu mà trong trong không có trong tình huống rồi nha, không trong tình huống thì từ buy này mình có thể dịch là mua. Anh ta sẽ không bao giờ mua cái đó, đúng không? Nhưng mà ở đây là nếu như một cái story nào đó thì mình có thể nói là he never buy that, có nghĩa là he'll never believe that. Được nha. Rồi I've just bought a new car thì cái nghĩa này quá dễ, các anh chị biết là I've just bought a new car, tôi vừa mua một chiếc xe mới nha. Anh chị thấy từ này ổn không? Từ này từ nào quen thì mình đi nhanh lắm gì ha, từ nào các anh chị thấy ổn comment giúp số 3 ha, mình thấy ok từ này thì comment số 3. Rồi chúng ta lại có một từ buy khác ha, nó là đồng âm, hai từ này đọc giống y chang nhau luôn, được chưa? Mà cái từ buy này cái nghĩa mà tôi nghĩ hầu hết các anh chị biết đó là nghĩa là bởi, bằng cái gì đó, ví dụ buy car, được chưa ha? Buy car là bằng bằng ô tô. Đó, cái nghĩa này hầu hết chúng ta biết. Thì cái từ buy nó còn có nghĩa là gì? Là ở bên cạnh nữa các anh chị ha, bên cạnh một cái gì đó ha. Hoặc là buy nó có nghĩa là trước một cái thời điểm nào đó, ví dụ mình nói là buy Friday, có nghĩa là các anh chị làm sao trước cái thứ sáu đó là được ha. Rồi chúng ta có một vài ví dụ nè. He was attacked by a dog. Anh ta, tôi xin lỗi, I was attacked by a dog. Tôi bị tấn công bởi nha, một con chó. Thì các anh chị thấy từ buy này dùng rất thường xuyên ở trong bị động nha, thể bị động. He was standing by the window. Cô ta đang đứng ở ở cạnh cái cửa sổ. She was standing by the window. He had promised to be back by 5 o'clock. Cô ta hứa nha. Đây chưa quá khứ hoàn thành, có nghĩa là đã hứa trước đó đó, thì sẽ quay trở lại trước 5 giờ cái gì ha. She had promised to be back by 5 o'clock. We came here by car. Chúng tôi đến đây bằng bằng ô tô, by cộng với một cái phương tiện nào đó, có nghĩa là mình đi bằng phương tiện đó, by bus, by car, đúng không? Nhưng mà bằng chân thì mình nói là gì? On foot. Ok. Rồi anh chị cảm thấy hiểu từ này chưa? Từ này cũng dễ, không có khó. Ai hiểu comment giúp số 4 nha. Đơn giản thôi, những cái nào dễ mình đi nhanh, miễn sao nó hết đủ ngàn từ, cái nào khó thì mình học nhiều. Phát âm từ này cũng dễ á, tôi lặp lại by. Bài, ok. Rồi chúng ta có từ call, này phiên âm bị sai nhỉ, phiên âm là do mình chưa có đổi lại. Thì tôi tra phiên âm từ này cho các chị xem luôn, tiếng Anh người Anh nó là o dài ha, họ đọc là call. Nhưng mà tiếng Anh của người Mỹ á, là nó là call, âm âm a dài nghe thử. Call, được chưa? Rồi. Vậy nó qua sẵn sửa luôn á, call. Rồi. Thì tôi hướng dẫn kỹ lại cách đọc này các anh chị. Chúng ta có âm a dài đồng sau miệng mở 60 cao nào, o o mở rộng ra đi các anh chị, o o. Chúng ta có khẩu ra là kho, sau đó chúng ta đưa lưỡi lên là kho kho, đưa lưỡi chạm lên trên vị trí âm l, kho kho kho. Ok, here's called John.
À, người ta gọi anh ta là John hoặc là anh ta được gọi tên là John, được chưa? He's called John, ok. Ngoài ra từ call nó có nghĩa là gọi điện thoại cái gì ha, call hoặc là la lớn lên cũng được ha. I think we should call a doctor. Tôi nghĩ chúng ta nên gọi bác sĩ. I think we should call a doctor. I think we should call a doctor. Thì cái bí quyết để chúng ta nói nhanh là gì ha? Thì cái này tôi đã nói ở trong cái lớp 1.000 cụm từ ha, đó là một cái lớp khác, các anh chị sẽ được học nói luôn, cái này các anh chị nghe thôi chứ không có được nói. Cái lớp kia thì mình được thực hành nói và sửa luôn. Thì chúng ta để nói nhanh á thì chúng ta phải thuộc những cái cụm từ hay đi chung với nhau, ví dụ in the morning, đúng không? A lot of, những cái cụm từ nó gọi là expression, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là các anh chị phải biết những cái dạng yếu của một từ. Thay vì các anh chị đọc dạng mạnh là to, ví dụ I've got to go thì không thể nào đọc nhanh được. To, các anh chị phải đổi thành to. I've got to go, I've got to go. Cái thứ ba nữa là các anh chị phải quen với những cái contraction. Contraction có nghĩa là những cái dạng rút gọn, cái gì thay vì mình nói I will, mình nói I'll, tự do mình nói he will, mình nói he'll, cái ví dụ như vậy nó sẽ làm cho các anh chị đọc nhanh hơn, được ra thì mình chịu khó mình luyện cái cụm nào nó quen. I think là cụm quen thuộc thì ráng luyện đó nha. I think we should call a doctor ha, we should call a doctor, tôi nghĩ chúng ta nên gọi cho bác sĩ. I heard someone calling in the distance. Hay các anh chị thấy distance có nghĩa là ở cái khoảng cách, in the distance, ở xa xa cái gì nha. Thành nên ta có giãn cách xã hội đó, nó gọi là gì, là social distancing, đúng không ta? Là như vậy đó, tôi nhớ như vậy, distancing ha, cái giãn cách, distancing, social. Rồi I heard someone calling in the distance có nghĩa là sao, tôi nghe ai đó gọi ở xa xa. I received a call from an old friend last week. Tôi nhận một cái cuộc gọi, được chưa? Vậy thì từ call nó vừa là động từ là gọi ai đó, nó vừa là danh từ là cuộc gọi, được chưa? A call. I received a call from an old friend last week. Giờ tôi đọc lại lần nữa. He is called John. Anh ta được gọi là John, có nghĩa là tên anh ta là John ấy. Ví dụ mình nói là call me Jimmy, hãy gọi tôi là Jimmy, ý nói là my name is Jimmy, okay? Hello everyone, call me Jimmy, được không? Ví dụ vậy nha. Okay, I think we should call a doctor. Tôi nghĩ chúng ta nên gọi bác sĩ. I heard someone calling in the distance. Tôi nghe ai đó gọi ở xa xa. I received a call from an old friend last week. Okay? Ai cảm thấy cái từ call này mình hiểu nha thì mình comment số 5. Nó dễ thôi các anh chị, từ này thì gặp thường xuyên. Có nghĩa là nó sẽ có một số nghĩa các anh chị biết rồi, có thể có một số nghĩa các anh chị chưa biết. Chúng ta sẽ tập trung những cái thứ chúng ta chưa biết, cái nào biết rồi thì mình nghe qua thôi nha. Dạ. Tới từ này là camera. À nó có hai âm thôi các anh chị, nó không phải là camera, nó là camera, camera. Nè, âm thứ nhất là cam, cam. Âm thứ hai nè, ra, ra, camera, camera, nghe thử nha, camera. Ai từng đọc từ này sai comment số 1 đi. Camera, nghe thử nè. Camera. Chứ không phải là camera ha, camera. Rồi, đơn giản cái này, camera, camera, camera nha. Có nghĩa là máy ảnh, thì từ này nó quá dễ nên chúng ta cũng không tốn quá nhiều thời gian cho nó ha. Tôi sẽ đọc những cái ví dụ thôi. He's just bought a new digital camera. Anh ta vừa mua một cái camera, cái máy ảnh digital kỹ thuật số mới, digital nha. Ta có từ này digital. Rồi digital à, to hay do đều được á, digital. À gọi là digital. Này nha, tiếng Anh nghe nó gớm không? Nó rối nha, nhưng mà thằng Mỹ đỡ hơn, digital. Digital. He's just bought a new digital camera. Okay, anh ta vừa mua một cái máy máy ảnh kỹ thuật số mới. The crime was caught on camera by the police. Cái the crime là tên tội phạm, was caught là bị bắt, được chưa? Có nghĩa là bị bắt gặp, bị capture đó. On camera, ở trên camera, by the police, bởi cảnh sát. The crime was caught on camera by police.
Can you pose for the camera? Can you pose? Các anh chị hồi xưa giờ mình nghe chụp hình là máy bô ảnh đó, các anh chị biết không? À, ví dụ như chụp mấy Come. người lớn hay nói là gì? À, chụp vài bô ảnh. Thì cái từ bô đó là từ pose này, các anh chị nhau. Pose là kiểu dáng, làm dáng rồi đó, nó gọi là pose. Vì ở đây can you pose có nghĩa là bạn có thể làm dáng, bạn có thể làm kiểu. For the camera là bạn có thể làm kiểu để chụp chụp tấm ảnh không, kiểu như vậy nha. Now say cheese, ví dụ như vậy nha, nó gọi là pose. Vậy thì ông bà hồi xưa hay nói là làm vài bộ ảnh là từ pose này đó nha. Tiếng Pháp nó cũng mình như vậy đó, nó cũng là từ này luôn nha. Nó có rất nhiều từ trong tiếng Việt đó, là thật ra nó của tiếng Pháp nha, không mượn của tiếng Pháp ra. Ví dụ đèn xi nhan nó có nghĩa là signal đó, tiếng Anh đọc là signal, tiếng Pháp là xi nhan, đúng không? Rồi hồi xưa chạy xe hay kéo rờ sẹt đó cái gì ha, ví dụ cúp 50 kéo rờ sẹt. Rờ sẹt có nghĩa là reserve trong tiếng Anh, tiếng Pháp đọc là rờ sẹt, đúng không? Reserve có nghĩa là mình để dành, nó không phải là cái air đâu nha. Air là cái không khí nha, air là không khí, là mình kéo để nó thông cái không khí để nó dễ nổ máy thôi. Còn cái rờ sẹt là cái mà khi chúng ta kéo á thì cái ống xăng nó sẽ thụt xuống một chút xíu nữa để nó còn một cái khúc xăng trừ hao đó, để chúng ta có thể chạy được vài cây số, để nó gọi cái đó là rờ sẹt. Reset có nghĩa là reserve cái gì ha. Nó rồi có rất là nhiều cái từ của tiếng Pháp chúng ta dùng, chúng ta kiểu như mình phiên âm ra theo kiểu Việt Nam để mình vừa dùng cái gì ha. Rồi ok, giờ cái pedal xe rồi đó vân vân nha. Rồi quay lại mình đi hơi xa quá. Rồi can you pose for the camera, bạn có thể làm kiểu để chụp hình không? This camera has a built-in flash. Cái camera này có cái built in, có nghĩa là nó được tích hợp sẵn luôn rồi. À, built in là nó gắn vào bên trong đó. Flash có nghĩa là chúng ta không cần phải có, không nhất thiết phải mua cái đèn flash riêng ngoài, mà ở bên trong nó có sẵn cái flash rồi nha. Mình gọi là built in, hoặc là built in. Nhưng mà quen tiếng Anh Mỹ thì built in flash. Ok, this camera has a built in flash. Ok, giờ đọc lại lần nữa ha. He's just bought a new digital camera. Anh ta vừa mua một cái máy ảnh kỹ thuật số mới. The crime was caught on camera. Cái tên tội phạm được bắt gặp ở trên cái camera. How by police, bởi cảnh sát. Police xuống luôn số nhiều quý vị nha. Can you pose for the camera? Bạn có thể làm kiểu để chụp hình không? This camera has a built-in flash. Cái camera này có cái flash kèm theo luôn nha. Đây đèn flash đó. Rồi ok, cảm thấy từ camera này ổn, cái gì nó quá quen mà tôi nghĩ nó ok. Ai thấy ổn comment giúp số 2 ha. Có nghĩa trong 1.000 từ tôi nghĩ các anh chị biết nhiều lắm á nha, nó biết rất là nhiều từ trong đó, nhưng mà chúng ta cũng hệ thống hóa lại. Ta có từ campaign ha, campaign chúng ta để ý là âm thứ nhất là cam, âm thứ hai là bỏ âm n qua bên là pay, sau đó ta mới đưa lưỡi lên n, pain pain campaign, 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 ok nha. Có nghĩa là chiến dịch, được nha, tổ chức chiến dịch. The campaign is aimed specifically at young people. Chúng ta có từ specific, nghĩa là cụ thể, được nha. Specific. Ai từng phát âm từ này sai? Tôi nghe rất nhiều người đọc là specific. Ai từng đọc sai vậy? Comment giúp số 3 ha. Đó là specific. Specific. Rồi chúng ta có từ plea thì chúng ta sẽ không đọc coli đâu ha, chúng ta sẽ không đọc specific coli, mà chúng ta bỏ luôn cái mô giữa, chúng ta xem như đây hai phụ âm dính với nhau ha, chúng ta sẽ đọc specifically. Nhưng nó giống như là chúng ta có từ này là practical ha. Practical, anh chị nào học lớp chuyển giọng học cái này sẽ kỹ lắm ha, practical. Nhưng mà khi anh nhìn thêm ly, chúng ta sẽ không đọc là practically, mà chúng ta xem ngay đây mất cái nguyên âm, nguyên âm đây chỉ có một âm thôi, không có curly mà cli cli, chúng ta sẽ đọc là practically đó, practically, chứ chúng ta không đọc là practically. Ai cảm thấy điều này mới đối với mình comment giúp số 4 nha. Practically tương tự vậy, chúng ta có economical, nhưng mà các anh chị muốn thêm ly, các anh chị sẽ đọc economically chứ không có economically nha. Rồi ok. Do vậy tôi sẽ đọc lại ha. The campaign is aimed, có nghĩa là nó được hướng tới mục tiêu specifically, cụ thể at young people là cho người trẻ.
Có nghĩa là chúng ta có thể chạy một cái chiến dịch marketing, chiến dịch quảng cáo gì đó dành cho giới trẻ. The campaign is aimed specifically at young people. She was involved in many political campaigns. Cô ta có liên quan đến rất là nhiều cái political, là chính trị campaigns, như những cái cuộc mà chiến dịch, những cái cuộc vận động về chính trị. We are campaigning for law reform. Ta có tiếng Anh, người Anh đọc từ này là law, tiếng Anh của người Mỹ đọc là law. Chúng ta có thể xem thử ha. Tiếng Anh người Anh nào, law. Mỹ nào, law. Law. Tôi tắt cái mic rồi, bị ồn đó ha. Rồi chúng ta là law cái này ha. Rồi vậy we are campaigning for law reform. Reform có nghĩa là cải cách. Vậy chúng tôi thực hiện cái chiến dịch cho cái việc cải cách luật nha, có nghĩa là giống như mình thực hiện cái chiến dịch đi biểu tình hay làm rất là nhiều hoạt động để mà cho cái việc cải cách luật kiểu như vậy ha. Rồi ok. The campaign is aimed specifically at young people. She was involved in many political campaigns. We are campaigning for law reform. Ok, nha. Rồi, từ này dễ đúng không? Campaign, chiến dịch, nha. Giờ chúng ta có từ can. Cái nghĩa mà tôi nghĩ hầu hết ai cũng biết đó là có thể. Can đọc dạng mạnh là can, đọc dạng yếu các anh chị có thể đọc là can, nha. Tôi tra thử cho các anh chị xem. Ví dụ, nha. Mình nói I can swim, thay vì nói I can swim, các chị có thể đọc là can. I can swim, I can do it. Đó là nó vai trò là động từ khiếm khuyết ha. Can, I can do it, I can swim, she can speak four languages. Cô ta có thể nói bốn ngôn ngữ ha. She can speak four languages. Cô ta có thể nói được bốn ngôn ngữ. He works in a factory where they can fruit, where they can fruit. Can ở đây nghĩa là gì? Là đóng hộp. Các anh chị biết cái lon Coca đó, nó cũng gọi là can cái gì ha. Bây giờ can fruit có nghĩa là họ đóng hộp cái trái cây. Vậy anh ta làm trong một cái nhà máy nơi mà họ đóng hộp trái cây, có nghĩa là nhà máy đó là nhà máy đóng hộp trái cây, đúng không? He works in a factory where they can fruit, where they can fruit. Chúng ta phải nhấn từ can bởi vì đó là động từ thường nha. All we've got is two cans of soup. Tất cả những gì chúng tôi có là gì? Là hai cái lon, được chưa? Hai cái lon soup. He spent 10 years in the camp for armed robbery. Cái can đó, cái tiếng lóng, cái nghĩa từ này ít ít người biết. Nó có nghĩa là cái xà lim, cái tù, cái nhà tù nhỏ nhỏ, được chưa? Cái nhà tù nhỏ. Nó gọi là can. Cái nghĩa này có thể mình tạm thời mình quên cũng được nha, bởi vì nó ít dùng lắm nha. Bởi vì trong 1.000 từ thông dụng thì tôi nghĩ là người ta sẽ không có nói từ can theo nghĩa này đâu, bởi vì cái này nó cũng không thông dụng nha. Do đó chúng ta thấy can nó giống như present ha. Rồi vậy tôi đọc lại ha. Can đọc rất chậm cho các anh chị nghe. Can, nhưng mà dạng yếu đọc là can. She can speak four languages. She works in a factory where they can fruit. All we've got is two cans of soup. He spent 10 years in the camp for armed robbery. Thì cái từ arm hôm trước mình học rồi đó, armed có nghĩa là trang bị vũ khí. Vậy thì cái này robbery là cướp, cướp có vũ trang, có nghĩa là cướp mà được trang bị vũ khí thì armed. Rồi ok. Ai cảm thấy mình hiểu từ can này thì comment giúp số 5 nha. Can. Tiếc là cái này tôi không thể nào cho các anh chị đọc được nha. Các anh chị muốn đọc được, các anh chị phải học cái lớp kia, bởi vì cái này mà mình đọc xong là mình không có đủ thời gian để mình làm gì hết ha. Rồi, ok. Rồi, vậy chúng ta chỉ cần biết nghĩa, biết cách sử dụng của nó và nghe tôi đọc được nha, và cố gắng đọc theo thôi. Rồi ta có cancer. Cái khúc trước đọc giống như từ can, nhưng mà thêm cái sờ sau cancer. Cancer có nghĩa là ung thư, cái này cancer nó khác với cancel. Cancel là quỷ nha. Cancer âm r có nghĩa là ô, cancer hình như hồi có luôn. He died of lung cancer. Die of là chết vì cái gì đó, cái gì ha, chết bởi do cái gì đó. He died of lung cancer, anh ta chết vì ung thư lung là phổi ha. 90% of lung cancers are caused by smoking.
90% cái ung thư phổi hay là gây ra bởi hút thuốc. 90% of lung cancers are caused by smoking. Yeah, 90% là cái ung thư phổi là do hút thuốc. She was told last year that she had a cancer. Sorry, đọc lại nha. She was told last year that she had cancer. Cô ta được cho biết, được chưa? She was told, ở đây bị động, last year, năm ngoái, có nghĩa là năm ngoái cô ấy được cho biết rằng cô ấy bị ung thư. She had cancer. Thì ở đây các anh chị biết cái động từ là have cancer thì là bị ung thư, nó đơn giản vậy thôi ha. Mình muốn nói ai đó bị ung thư thì mình nói cái người đó have cancer. Ok, present, present dính nhau á, biết dính nhau, đúng rồi, thấy mà thấy duy hỏi đúng á. Nhiều khi tôi copy á cái nó bị percent, nó dính nhau nha. Percent, 90%. Rồi, thank you. Percent này cũng có thêm S nha, 90%. Thank you, cảm ơn rất nhiều ha, cảm ơn thầy Duy. Rồi, cancer ha. Rồi, vậy từ này quá dễ ha, nó có đơn giản những cái từ nào mà nó có từ loại là danh từ không thì nó rất là dễ. Cái từ nào mà nó tùm lum từ loại nó mới phức tạp quá nhỉ ha. Rồi, ok. Các cái từ candidate, ai từng đọc là candidate? Mà thật ra candidate cũng đúng cái nhỉ ha. Tại vì tùy Anh Mỹ ha, nhưng mà thật ra là thường người ta sẽ đọc candidate. Cái gì nhìn nè, nó có thể là candidate ha, nhưng thường nó là candidate. Candidate. Ít khi nào đọc candidate, không ha, candidate. Candidate. Thì cứ khúc trước đọc giống như candy là kẹo đó, candidate. Ok. Candidate là danh từ, nghĩa là ứng cử viên, là thí sinh, là cái ứng viên. Ví dụ mình có những cái người nộp cái application form cho công ty mình gọi là ứng viên, để ra những cái người mà dự định là sẽ phỏng vấn với mình để mà làm việc trong công ty mình gọi là ứng viên, được nha. Ok, how many candidates are there for the job? Có bao nhiêu ứng viên cho cái công việc đó, được nha. How many candidates are there for the job? Có bao nhiêu ứng viên cho cái công việc đó? I think David is definite the best candidate. Tôi nghĩ David, chính xác là definite, chính xác nha, là the best candidate, là ứng viên tốt nhất cái này ha, candidate. Candidates are not allowed to use the calculator in this exam. Thí sinh, trong trường hợp này là thí sinh không được phép sử dụng calculator. Calculator là máy tính. Giờ máy máy tính cái gì bấm 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 á, chứ không phải là cái máy tính, cái laptop hay là computer ha. Calculator là cái máy tính mà bộ túi đó ha, calculator. Calculator là nha. Ok, vậy thì dễ ẹt ha, từ cái từ nào mà nó có một từ loại danh từ không thì nó rất là dễ ha, còn cái từ nào tùm lum từ loại thì phức tạp, từ này dễ ẹt. Tôi đọc lại thôi. How many candidates are there for the job? I think David is definitely the best candidate. Candidates are not allowed to use the calculator in this exam. Ok, nha. Từ này dễ ẹt. Rồi, ta có từ capital. Từ này lại có từ loại vừa là danh từ vừa là tính từ thì nó khó hơn một chút, được chưa? Ta có capital, capital, chúng ta có thể đọc capital, được chưa? Capital, cái nghĩa phổ biến nhất mà tôi nghĩ ai cũng biết, đó chính là thủ đô. Ví dụ Hanoi is the capital of Vietnam. Hanoi is the capital of Vietnam. Hanoi là thủ đô của Việt Nam, cái này thì rất dễ biết. Nhưng mà cái từ capital nó còn có nghĩa là gì? Là cái quỹ, một cái quỹ nào đó, cái quỹ đầu tư nào đó, được chưa? Hoặc là cái nguồn vốn, được nha. Ví dụ capital is money that you use to start a business. Vậy thì nghĩa này là gì? Cái nguồn vốn, tiền vốn. Capital là tiền vốn, là cái khoản tiền that you use to start a business, mà bạn dùng để làm gì? Để khởi nghiệp, start a business, ok? Capital is money that you use to start a business. Names always start with capitals. Cái tên thường bắt đầu bởi capital là chữ in hoa, các anh chị, chữ viết hoa ha. Ví dụ như chữ B nhà bò bò viết bài gọi là viết hoa, in hoa, được nha. Vậy nó nói là tên luôn bắt đầu bởi những cái chữ cái in in hoa, ok?
Names always start with capitals. Đấy, vậy thì từ capitals có nghĩa là chữ hoa, chữ in các bạn ha. The company's logo, cái logo của công ty is a large capital B, là một cái chữ B viết hoa lớn. Được chưa? Capital là viết hoa B. Vì trong trường hợp này capital là tính từ, nó có nghĩa là được viết hoa, được chưa? In hoa. Ok nha, rất dễ hiểu. Rồi vậy chúng ta chỉ cần nắm một số nghĩa cơ bản thôi. Thật ra có nhiều từ các anh chị đi tra từ điển nó một dọc nghĩa, có mười mấy nghĩa luôn. Tôi cố gắng chọn cho các anh chị một số nghĩa thông dụng thôi. Còn cái kia từ từ mình học. Ok, tôi đọc lại lần nữa. Hanoi is the capital of Vietnam. Capital is money that you use to start a business. Names always start with capitals. The company's logo is a large capital B. Ok, là chữ B in hoa lớn. Yeah. Ok, yeah. Car, quá dễ luôn. Danh từ có một từ loại một và danh từ car. Nhưng mà nó có hai nghĩa. Nghĩa phổ biến nhất các anh chị biết, tôi nghĩ chắc chắn các anh chị biết, đó là nghĩa ô tô. Ngoài ra từ car nó có nghĩa là cái toa của cái xe lửa đó, thì cái nghĩa này tôi nghĩ ít người biết. Ai chưa biết thì comment giúp tôi số số 1 đi. Ai chưa biết cái từ car còn có nghĩa là cái toa xe. Đấy thì hôm nay chúng ta chỉ để ý ở cái nghĩa đó thôi. Rồi, where did you park your car? Bạn đậu chiếc ô tô của bạn ở đâu? Where did you park your car? Mary was killed in a car accident. Mary bị chết trong một cái tai nạn ô tô ha. Mary was killed in a car accident. Accident, accident, okay? But American English, car, a car is also means a train carriage. Có nghĩa là một cái toa của cái tàu hỏa đối với tiếng Anh của người Mỹ nha. In American English, a car also means a train carriage. I try to use public transport instead of going by car. Tôi cố gắng sử dụng phương tiện công cộng thay vì phải đi bằng ô tô. Thật ra mấy cái ví dụ này ví dụ cho vui thôi, chứ mấy ví dụ này nó cũng nghĩa, từ car nó cũng nghĩa nha. Chủ yếu là cái ví dụ thứ ba này nè, à, là nó hơi khác chút xíu thôi, chứ car là gì? Ô tô hoặc là toa xe. Dễ, quá dễ đúng không? Rồi, chúng ta có từ car. Từ ấy khúc trước phát âm giống như từ car là ô tô, nhưng bây giờ bật thêm âm đờ cuối là card. Card có nghĩa là cái thẻ. Ví dụ cho anh chị có cái thẻ Visa ha, cái gì là Visa card đúng không? Thì cái đó cũng là một cái thẻ, hoặc là cái tấm bài, cái chị đánh bài á, nó cũng gọi là card nè. Hoặc là cái thiệp chúc Tết cũng gọi là card. Được chưa? Hoặc các anh chị thấy postcard, à, cái bưu thiếp đúng không? Ví dụ vậy ha. Bưu ảnh postcard. À. Rồi we play cards all evening. Chúng tôi chơi đánh bài nha. We play cards all evening. À, vậy các anh chị thấy từ cards có nghĩa là quân bài nha. Employees must show their identity cards at the gate. Rồi có ID. ID có nghĩa là identity ha, identity card. Nó nghĩa là thẻ chứng minh của mình đó ha. Ok, nha, yeah. Thì ở Mỹ nó gọi là ID, Việt Nam mình là căn cước công dân hay là cái chứng minh đó. Employees, à, nhân viên must show their identity card at the gate. À, phải đưa cái chứng minh ở cái cổng. She sent me a card on my birthday. Thì trong tình huống này cái card nó nghĩa là thiệp. She sent me a card on my birthday. Cô ta gửi cho tôi một cái thiệp vào ngày sinh nhật. She sent me a card on my birthday. He paid the whole bill with an American Express card. Thì các anh chị hình dung cái American Express card thì cái kiểu nó giống như Visa card, ha, Visa card. Đại khái nó cơ bản vậy đó. Ha. Có nghĩa là những cái hãng Visa là một cái hàng trung gian, nó lo cái chuyện mà thanh toán quốc tế rồi đó. Ví dụ mình ở Việt Nam, nhưng mà có thẻ Visa thì mình ra nước ngoài mình thanh toán cũng được. Thì nó lo cái transaction giữa các ngân hàng đó, đó là công ty Visa. Cái American Express thì nó cũng tương tự vậy cái gì ha. He paid the whole bill with an American Express card, bằng cái thẻ American Express ha. Thì cái đó là một cái thẻ giống như thẻ Visa của anh chị thôi. Ok, rất dễ ha. Card. Rồi có từ care là quan tâm, là sự thận trọng, sự chú tâm. Vậy thì chúng ta có từ care là chú tâm, chắc chắn mình sẽ học tới từ này. Careless, less có nghĩa là không. Thiếu sự chú tâm có nghĩa là bất cẩn.
Helpful, for có nghĩa là hữu, là có. Ví dụ chúng ta có helpful là hữu dụng, được chưa? For có nghĩa là hữu, cái gì ha? Useful là hữu dụng, à, less vô. Nha, thành ra chúng ta có là careless là thiếu sự để mắt, thiếu sự chú tâm có nghĩa là bất cẩn. Careful là có sự chú tâm có nghĩa là cẩn thận cái gì ha. Rồi, ok. Chúng ta có babies need constant care. Thì hồi xưa mình học toán nó có cái constant là cái hằng số đó. Hằng số có nghĩa là nó sẽ không thay đổi, được nha. Biến số thì thay đổi nhưng hằng số không thay đổi. Thế thì constant đây có nghĩa là gì? Là cái sự mà thường xuyên đó ha, có nghĩa là nó không thay đổi nha. Có nghĩa là sao nó đều đặn vậy, thường xuyên vậy đó. Vậy thì babies need constant care. Vậy thì trẻ em thì cần cái sự để mắt, cần cái sự chăm sóc mà thường xuyên nha, không đấy nha. Take care that you get there on time. Hãy hãy chú ý, được nha, chú ý là có mặt ở đó đúng giờ. Know you paid for dinner last time. Oh, không, lần trước bạn đã trả tiền ăn tối rồi. Let me take care of it. Thì từ take care còn có nghĩa là gì? Là lo cái phần nào đó cho ai đó. Ví dụ take care of it là gì? Là để tôi lo cái buổi ăn tối ngày hôm nay, được chưa? Cái này hình dung. Vậy thì take care of có nghĩa là ngoài cái việc là chăm sóc cái đó, còn có nghĩa là để tôi lo chuyện này, để tôi lo, được chưa? Let me take care of it. Okay. I don't care how much it costs, just buy it. Tôi không quan tâm là nó bao nhiêu tiền, hãy cứ mua nó đi. Okay. Vậy tôi đọc lại lần nữa này. Babies need constant care. Take care that you get there on time. No, you paid for dinner last time. Let me take care of it. I don't care how much it costs. Just buy it. Okay, từ này quá dễ ha. Nó gặp rất là thường xuyên rồi. Chúng ta có career. À, career là gì? Là cái sự nghiệp đó gì? Còn job á, là một cái công việc thôi. Các anh chị có thể có rất là nhiều cái công việc khác nhau. Các anh chị có full time job, các anh chị có part time job. À, vậy thì một người có thể làm nhiều jobs khác nhau. Còn career chúng ta đang bàn đến ở đây là gì? Là cái sự nghiệp của mình, được chưa? Ví dụ như là cái nghề, cái sự nghiệp của mình là gì? Nghiệp nhảy, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp đào tạo đó, nhưng mà mình có thêm những cái job phụ nha. Vậy chúng ta phải hiểu cái career nó liên quan tới long term hay dài hạn, được chưa? Ngoài ra có một cái nghĩa mà tôi nghĩ rằng là ít ai biết, à, đó có nghĩa là nó là động từ nghĩa là lao nhanh vào, được chưa? Ví dụ chiếc xe nó bị mất thắng, nó lao xuống dốc kiểu như vậy đó, thì ta có từ career là động từ nghĩa là lao vào, thì cái từ này chúng ta nên để ý. Còn cái từ career mà nghề nghiệp đó, thì chắc là ai cũng biết rồi, được nha. Vậy có một số ví dụ nè. David had a successful career in banking. David có một cái sự nghiệp rất là thành công ở ở lĩnh vực ngân hàng đó, ha. Bank là ngân hàng, banking là lĩnh vực ngân hàng. Her acting career lasted for more than 50 years. Cái sự nghiệp đóng phim để cho diễn viên gì đó của cô ấy là kéo dài hơn 50 năm. Đây, cái nghĩa là nè. The truck careered down the hill. Cái xe tải á, nó careered down, nó lao nhanh xuống the hill, à, cái đồi. And into a tree, và lao vào trong trong một cái tree. Và các anh chị thấy down the hill là xuống đồi, and into a tree vào một cái cây. À, vậy thì cái xe tải nó đấy là nó lao dốc xuống, rồi ra xuống đồi và nó đụng vào cái cây, nó dừng lại kiểu như vậy nha. Người ta có là career là gì? Là lao nhanh. Ok nha. Vậy tôi đọc lại. David had a successful career in banking. Her acting career lasted for more than 50 years. The truck careered down the hill and into a tree. Ok. Rồi. Carry, chữ viết A nhưng đọc âm A. Carry là mang theo, là bao gồm, được chưa? Là chở theo, là lan truyền, đúng không? Là ví dụ như mình truyền cái bệnh đó, là mình carry cái bệnh đó cho ai đó, được chưa? À, rồi. These books are too heavy for me to carry. Những cái quyển sách này quá nặng để tôi có thể khiêng được, mang nó đi, được chưa? These books are too heavy for me to carry. I still carry her photo in my purse. Tôi vẫn còn mang cái này. Tôi biết cái này tôi biết bị sai nè. Nè, his đi ha, cho nó chính xác. Tại vì purse là ví nữ cái gì.
được chưa? À, thật ra nó nghĩa nó không có sai nha. À, ví dụ nữ mà mang hình của cô ấy thì cũng chẳng có sao hết, nó có thể là một người bạn thân gì cũng được, nhưng mà thôi mình nói về tình yêu đi cho nó đỡ lệch lạc giới tính nha. Có nghĩa là cái person là bí nữ được nha, cái bí nữ của tôi ngày vậy thì cái người này phải là nữ được nha, cái hết photo đi cho nó đỡ lệch lạc giới tính. I still carry his photo, tôi vẫn mang cái hình của anh ấy trong cái ví của tôi, in my purse. I still carry his photo in my purse. All investments carry with them some risk. À, cái từ carry có nghĩa là như là một phần, được chưa? Có nghĩa là tất cả những cái investments, những cái loại đầu tư, tất cả các loại đầu tư đều chứa đựng trong đó, được chưa? Được chưa? Chứa đựng trong đó những cái rủi ro nhất định, some risk. All investments carry with them some risk. Tất cả các loại hình đầu tư đều tồn tại, đều chứa đựng trong nó cái rủi ro nhất định. Birds and monkeys can carry disease. Chim và khỉ có thể lan truyền dịch bệnh, disease, lan truyền bệnh, được nha. Có nghĩa là nó có thể bay lên đây xong nó gieo rắc cái bệnh, được nha. À. Ok, nó có carry. Cái nghĩa mà tôi nghĩ lạ nhất đó là cái nghĩa này, hoặc là với lại cái nghĩa là chứa đựng một cái phần nào đó nha. Rồi nó có case. À, từ case này tôi nghĩ có một cái nghĩa nó hơi lạ. Case nghĩa bình thường mà hầu hết ai cũng biết đó là trường hợp, được chưa? Case còn có nghĩa là gì, là cái hộp mình gói cái gì đó lại, hay cái thùng nữa, cái chứa đó. Ví dụ mình có computer case là cái case, cái thùng mà máy tính anh chị mà xài máy tính để bàn á, nó có cái thùng với lại có cái monitor trên á, thì cái đó nó gọi là cái case. Case có nghĩa là cái thùng để chứa cái gì đó, nó gọi là case. Thì nó có một cái nghĩa mà tôi nghĩ là ít người để ý, đó là case có nghĩa rất là quen thuộc mà nhiều khi mình không biết. Ví dụ như ca, ví dụ hôm nay Sài Gòn có 5.120 ca bệnh. Ca là từ gì? Ca là case, là cái gì, là ca nè, nghe chưa? Case có nghĩa là ca bệnh. À, thì cái này là cái từ mà có thể mình dùng trong tiếng Việt thường xuyên, nhưng mà mình không có hình dung là tiếng Anh nó là cái gì, đúng không? Vậy thì mình có thể nói là cases. À, 500 cases, 500 cases là 500 ca nè. Rồi in this case, trong trường hợp này, several solutions could be tried. Rất là nhiều cái giải pháp có thể được thực hiện, có thể được thử nha. In this case, several solutions could be tried. Trong trường hợp này nhiều giải pháp, several là nhiều ha, could be tried, có thể được thử. The exhibits, à exhibits, từ này rất là hay cái này ha. Từ này nếu mà các anh chị biết như vậy, cái gì đọc exhibit nó cũng vừa là động từ và nó vừa là danh từ luôn ha, vừa là exhibit. Nhưng mà cái danh từ á, nghĩa là cái hàng trưng bày, nếu nó là danh từ, còn động từ nó là trưng bày. Còn cái exhibition, mặc dù cái gốc nó giống, khúc đầu giống, nhưng mà nó đọc rất khác nhau ha. Exhibition, exhibition có nghĩa exhibit. The exhibits có nghĩa là cái hàng trưng bày, were all in glass cases. À, tất cả đều ở trong những cái thùng bằng bằng thủy tinh nha, ha. Có nghĩa là họ trưng bày, họ để trong những cái lồng thủy tinh đó. The exhibits were all in glass cases. Jim puts his violin. Jim đặt cái đàn violon in its case, trong cái hộp của nó. Các anh chị biết cái đàn violon nó sẽ có cái hộp gỗ ha. Đàn xong người ta lấy cái hộp gỗ người ta đóng lại, thì cái đó nó gọi là cái case ha. Cái vỏ, cái thùng, cái hộp gì đó. These are the electrical connectors. Đây là những cái đầu nối ha, điện ha. Cased có nghĩa là được đóng hộp. In waterproof plastic, trong gì, là được đóng hộp bằng cao su, mà được đóng trong cái hộp mà nhựa, mà waterproof là chống nước, có nghĩa là không có thấm nước này nha. Có nghĩa là ý nói là những cái đầu nối điện này nè, thì nó được đóng trong cái hộp nhựa mà không thấm nước. Ok, rồi vậy chúng ta có từ case nghĩa là trường hợp, nghĩa là ca, ví dụ như ca bệnh chẳng hạn, nghĩa là cái hộp, cái vỏ hộp này nha. Ok, yeah, in this case, several solutions could be tried. The exhibits were all in glass cases. Jim puts his violin back in his case. There are the electrical connectors cased in waterproof plastic. Ok, rồi. Yeah.
là cái từ catch. Catch có nghĩa là bắt. Ví dụ mình bắt con cá thì mình nói là catch a fish. Từ catch có nghĩa, ngoài nghĩa là bắt á, thì nó có nghĩa là nó là danh từ luôn ha, nó là cái sự đánh bắt cá cũng được, hoặc là cái gặp mặt ai đó, đón gặp ai đó thì cũng là catch. Rồi she bought a net to catch butterflies. Cô ta mua cái lưới để bắt những cái con bướm, ha, butterflies. She bought a net to catch butterflies. Ok, cô ta mua lưới để bắt những con bướm. I managed to có nghĩa là bằng với can, bằng với could, cái gì tôi có thể bắt gặp cô ấy, để ra hoặc là gặp mặt được cô ấy đó. I managed to catch her just as she was leaving. Nè, khi cô ấy rời đi, có nghĩa là cô ấy đang rời đi thì mình đến kịp lúc để mình gặp ha. He caught a taxi to Saigon. À, ta đón một chiếc taxi, catch. Ở đây quá khứ nó là caught. He caught a taxi to Saigon. I was lucky that the police did not catch him. It was lucky. À, thật là may mắn that the police did not catch him. À, thì thật là may mắn là cảnh sát không có bắt được anh ta. Ok, catch. Giờ hình như từ này là từ cuối cùng. Ủa, như vậy. À, tới cái từ cause là nguyên nhân. Thì danh từ nó là nguyên nhân, còn động từ nó là gây ra, tạo ra, được chưa? Police are still investigating the cause of the fire. Cảnh sát vẫn đang investigate, có nghĩa là gì? Là gọi là điều tra đó, investigating. Vẫn đang điều tra, được chưa? Cái cause of the fire, cái nguyên nhân của đám cháy. Police are still investigating the cause of the fire. The fire caused $500,000 in damage. Cái ngọn lửa đã gây ra cái hậu quả, cái sự gọi là damage, hư hại trị giá 500.000 đô la. Smoking is the main cause of lung disease. Chúng ta nhớ là lung ha. Smoking is the main cause of lung disease. Được nha. Để cái hút thuốc á, là cái main cause, cái nguyên nhân chính. Nãy tôi đọc sai á, cause là từ này mới đúng nè. Cause. Âm này là cause. Cause. Còn từ này là cause. Cái này ha, âm A nè, cause. Nhưng mà giọng Anh vẫn đọc là cause. Nhưng mà cái âm cuối là âm giờ, có nghĩa là sờ, cái này ha, cause. À, chúng ta đọc cause. Không có làm giờ. Và nếu các anh chị đọc sờ, người ta sẽ hiểu sang từ kia ha. Smoking is the main cause. Nhớ làm giờ ha. Main cause of lung disease. Lung disease là bệnh. Nghe này ha. Và lung cancer là ung thư phổi. Vậy disease nghĩa nó chung hơn. Còn cancer là ung thư rồi. Nha, là nó nặng rồi. Ok. Ta từ cause. Chúng ta có từ cell là tế bào. Thì cái từ nghĩa này là tế bào, tôi nghĩ là ai cũng biết rồi, nhưng mà cell nó còn có nghĩa là cái ngăn nha, cái ngăn này nha. Cell chia ra nhiều ngăn đó, ví dụ biết mấy cell rồi đó nha. Rồi hoặc là cell nó có cái nghĩa này, tôi nghĩ ít người biết, đó là nghĩa điện thoại di động. Các anh chị có từ cell phone, nhưng các anh chị có thể không có từ phone cũng được. Các anh chị nói cell thì người ta cũng hiểu là điện thoại di động, thường thường nó dùng trong tiếng Anh của người Mỹ cái gì ha. Vậy chúng ta cái nào biết rồi thì mình có thể lướt qua thôi, cái nào chưa biết mình tập trung mình thuộc nó thôi nha. The doctors discover cancerous cells. Bác sĩ đã khám phá ra các cái tế bào, phát hiện ra các cái tế bào ung thư. Cancerous là cái tính từ của cancer. Cancerous cells. Bác sĩ đã phát hiện, những bác sĩ đã phát hiện ra các cái tế bào ung thư. Call me on my cell. Hãy gọi cho tôi qua điện thoại di động, my cell phone á. If you're running late. Nếu như mà bạn trễ. The red cell. Red cell là gì? Là hồng cầu nha. Red đỏ là hồng cầu. Carry the oxygen. À, mang oxy. A cell is a small room in which a prisoner is locked. Oh, cái từ này giống cái từ vừa rồi nãy đó. Mình nhớ có một từ cũng vậy, từ can đó ha. Nghĩa là gì? Cái này cell cũng là một cái phòng nhỏ ở trong tù rồi nha, là cái khám đó, ha. Cell nghĩa nó cũng tương tự vậy, là một cái phòng trong tù. A cell is a small room in which a prisoner is locked.
Cái cell là một cái phòng nhỏ mà cái tù nhân bị khóa ở trong đó, nhốt trong đó, đúng không? Vậy thì cell có những cái nghĩa mới, nghĩa cũ là gì? Tế bào thì ai cũng biết. Nghĩa cell phone, vậy thì cell nó trong cell phone thì tôi nghĩ cũng dễ biết. Đó, nhưng riêng cái từ cell nó nghĩa là small room, nó là một cái khám, cái tù nha, thì nó là từ mới, thì các anh chị ráng cố gắng mình thuộc cái nghĩa đó. Tới từ center, lưu ý tiếng Anh của người Anh sẽ viết như thế này nhưng vẫn đọc là center cái gì nha, center, nghe thử. Đó là đọc theo kiểu Mỹ rồi đó, mà đọc vậy là đọc bậy đó, thằng Anh nó bao giờ đọc vậy đâu. Rồi center nè, là này mới viết theo kiểu Mỹ này, được chưa? Ta có từ center là kiểu Mỹ. Vậy thì viết kiểu nào đi nữa thì các anh chị đều đọc là center, nhưng mà tiếng Anh của thằng 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 Mỹ có thể đọc center hoặc là center, center, in center, nó có thể đọc center, center hoặc là center, mất luôn âm thờ cũng được, giống như 20 đọc 20 ha, thì nó năm cách đọc của thờ trong tiếng Anh người Mỹ đó. Vậy center có nghĩa là trung tâm, trung tâm có nghĩa là ở giữa, chính giữa của một cái area nào đó, một cái khu vực nào đó, ví dụ mình nói trung tâm của Sài Gòn ha, và đó là gì, the center of Sài Gòn, ví dụ vậy. Nhưng center sau này nó có thêm một cái nghĩa nữa, nó gọi cái khu mua sắm, cái tòa nhà nào đó mua sắm, được chưa? Ví dụ Vincom Center kiểu như vậy nha. Cái gì có là gì, nó center nghĩa là cái khu mua sắm, hơn không phải khu mà là một cái tòa nhà, một cái trung tâm mua sắm kiểu như vậy. Rồi there was a large table in the center of the room, có một cái bàn lớn ở center, là ở trung tâm of the room của cái phòng, có nghĩa là ở chính giữa của cái phòng. Have you seen the designs? Bạn có thấy cái thiết kế for the new shopping center? Thì các anh chị thấy shopping center lại lúc này nó lại là một cái building, được nha. Center nghĩa là building. Have you seen the designs for the new shopping centers? Center, okay. Center or center. The title isn't quite center in a page. Cái tiêu đề nó không có nằm giữa trang nha, có nghĩa là mình có mình canh trái nè, canh giữa, canh phải nè, thì cái center này là đặt ở ngay giữa, được nha. Vì nó đang sử dụng bị động. Hay nói cái tiêu đề này nó không có được canh giữa nha. The title isn't quite center on a page. Có nghĩa là nó có vẻ như là nó không được ngay chính giữa của trang. Thì tôi nghĩ cái từ này nó hơi mới đối với chúng ta, thì mình ráng mình thuộc từ này nha. Mặc dù mình xài Word mình thấy hoài đó, nhưng mà có thể mình không biết cách dùng đó. Tại ra thì nó là động từ là canh giữa, là đặt ngay chính giữa nha. Rồi, cái từ central là tính từ của center. Đấy nha. Ok, nha. Thay vì mình nói là center of Sài Gòn, hoặc center of Ho Chi Minh City, hoặc là center of the city, thì mình nói là gì? Central city. Thì người ta cũng có thể hiểu là ở giữa. Đấy nha. Ok, nha. Central. Rồi, my house is very central. Có nghĩa là cái nhà tôi thì nó rất là ngay trung tâm. Central, nó là tính từ của center vừa rồi. He lives in central London. Có nghĩa là anh ta đang sống ở trung tâm của London. Thì thay vì mình nói như vậy, mình có thể nói he lives in the center of London cũng được. Có hai cách dùng tính từ hoặc danh từ. Được nha. Jenny play a central role. Jenny đóng một cái vai trò trọng yếu, vai trò trung tâm, vai trò chính, được chưa? Chủ yếu, in the negotiations, trong cái cuộc đàm phán. Jenny play a central role in the negotiations. Jenny đóng một cái vai trò trọng yếu trong cái cuộc đàm phán. Education is a central issue for the government. Cái giáo dục là một cái vấn đề quan trọng, vấn đề chính, là vấn đề chính của cái chính phủ. Thì ra chúng ta có central nghĩa là trung tâm, ở giữa, ngay chính giữa, nghĩa là quan trọng, này ra nghĩa là một cái gì đó chính yếu, chủ yếu, central. Tôi đọc lại tất cả những từ chúng ta học hôm nay, sau đó các chị có thắc mắc gì các anh chị hỏi nha. Buy là mua, được chưa? Buy, ok. Buy, số 2 nghĩa là gì? Là bởi, là bằng, là trước so với một cái thời điểm nào đó. Ví dụ by Friday là làm sao phải trước cái thứ sáu, tính tới thứ sáu thôi là phải xong, kiểu như vậy. Call nó vừa là danh từ vừa là động từ, nghĩa là cuộc gọi hoặc là gọi trai đó. Ta có camera,
Camera là gì? Là cái camera, thì quá dễ là cái máy chụp hình đó. À, mình từ này quá gặp gặp quá thường xuyên nè. Nó có từ campaign là chiến dịch được nha, hoặc là gì, là chúng ta chuẩn bị cho một cái chiến dịch nào đó. Cái nói từ can nó là một cái động từ khiếm khuyết, nó nghĩa là có thể. À, nếu mà như là nó động từ khiếm khuyết thì khi chúng ta đọc ở dạng khẳng định chúng ta có thể đọc là thành I can swim, nhưng mà từ can nó có nghĩa là cái can. À, cái can, cái lọ ha. À, kêu bằng cái gì ta, cái lon á, cái lon nước ngọt á. À, chưa, ví dụ vậy ha. Rồi ngoài ra nó có nghĩa là đóng hộp, và can nó có nghĩa là cái nơi để nhốt một ai đó ha, nhà tù chẳng hạn. Cancer là ung thư, candidate là gì, ứng viên, là thí sinh đúng không, là ứng cử viên ha. Capital là nghĩa phổ thông nhất mọi người biết là gì, là thủ đô, là cái vốn để mà start a business đúng không, là một cái quỹ đầu tư nào đó. Capital cũng vậy nha. Rồi chúng ta có car, loại ô tô. Ngoài ra car nó có một cái nghĩa lạ đối với các anh chị, đó là nó là cái carriage, nó là một cái toa của cái tàu được chưa. Nói từ card nghĩa là cái thẻ, cái ví dụ như Visa card đúng không, credit card kiểu như vậy. Ngoài ra nó có nghĩa là cái thiệp nè đúng không, card và cái thiệp. À, giờ chúng ta có từ care là quan tâm, là để ý đúng không, ví dụ take care là take care, ý là gì, chăm sóc, tự chăm sóc mình đó, có nghĩa là bảo trọng đó. À, career là nghề nghiệp vậy nha, nó long term, nó khác với job. Job là một cái công việc cụ thể nào đó mình phải làm vậy nha. Chúng ta có carry là nghĩa là mang đi, là vác đi, là mang khiêng đi vậy nha. Ngoài ra từ carry nó có nghĩa là chứa đựng ở trong đó, ví dụ mình nói investment. À, có thể carry risk, có nghĩa là nó có chứa đựng trong đó những cái rủi ro nha. Thì từ từ case nghĩa là ca, là trường hợp đúng không. Rồi từ catch là bắt nha, có thể là danh từ cũng được, a good catch, ví dụ như mình ném bóng người kia chụp á được, cho nó quá wow, a good catch, ví dụ vậy nha. Rồi chúng ta có từ cause là gây ra, hoặc là nguyên nhân. Cell là tế bào, là một cái ngăn trong đâu đó, hay cũng gọi là cell được nha. Rồi hoặc là gì, cái nãy mình nói là nhà tù đó ha. Center là gì, là trung tâm được nha. Central cũng là trung tâm, nhưng nó là tính từ để nó bổ nghĩa cho một danh từ nào đó. Rồi bây giờ thì các anh chị có câu hỏi gì không nha, các anh chị hỏi ai có câu hỏi thì mình hỏi ha, ai cảm thấy ổn thì mình comment ok, mình comment ổn ha, comment ok cái. Và nhớ là cái chương trình này chúng ta không không có thể nào mà đọc là không bao giờ đủ thời gian, mình học mỗi ngày mình học tới 20 từ. Các anh chị chịu khó mình xem lại video cũ. Video này tôi sẽ up lên cái kênh YouTube vừa rồi, cộng với tôi sẽ up lên cái group cho các anh chị ha, các anh chị có thể xem lại. Rồi các anh chị, tôi cần cảm nhận của hai người hôm nay mình học được cái gì mới đối với mình, hoặc là mình cảm thấy hay thì mình mở mic lên chia sẻ đi. Xin mời xung phong đi các anh chị, tập phát biểu cho quen. Mình cảm thấy hôm nay mình học được cái gì mới hoặc hay thì mình chia sẻ với mọi người. Rồi xin mời Nguyễn Châu. Thầy thì trong mấy buổi bữa giờ học thì em thấy bữa nay thì em có cái nhiều cái mới nhất á, thì có hai hai cái từ mới em học được thêm đó là campaign rồi Đã. candidate, là Candidate. hai Nhấn dạ nhấn đầu. candidate Ok. candidate rồi, với hai cái từ em rất là quen nhưng mà có nghĩa mới, đó là từ can. Từ can Em. cái nghĩa là tù đó, À. với một một từ nữa career. Career, ok. Career với cái nghĩa lao nhanh vào. À, ok, good. Đó, vậy đó, là ngon lành, là cái nào biết rồi thì thôi, còn gì nữa Dạ hết rồi thầy. Bữa nay vậy không? là mới nhiều Ok, lắm rồi. rồi đó. Tuyệt vời nha, ngon lành. À, chứ, vậy thì sau khi phát biểu vậy, thế nào những cái đó là còn mình cũng sẽ nhớ rất là lâu nha. Rồi, thank you. Tốt lắm. Nha, rồi còn ai nữa không? Ai cảm thấy mình học được cái gì mới không? Mặc dù những từ rất quen thuộc, nhưng mà mình vẫn cảm thấy mới, hoặc mình thấy nó có giá trị đối với mình, cái gì đó hay ho. Xin mời phát biểu đi, xung phong đi, dễ mà. Rồi rồi xin mời anh Thanh Liên. Cái từ camera
Camera, chưa giờ đọc camera, camera không, bây giờ ok. em mới đọc biết là Là hai âm camera. đó. Ok, tốt lắm anh. Còn gì nữa không anh? Dạ không. Ok, rồi cảm ơn anh. Rồi, thank you. Cảm ơn các anh chị rất nhiều nha. Đó thì mình học nó đơn giản vậy thôi. Các anh chị ráng chịu khó xem đi xem lại nhiều lần, phát âm cho nó đúng là xong nha. Rồi, hẹn gặp lại các anh chị vào tối thứ năm.